chào tất cả mọi người nhá. Trong ngày mai ở quảng trường 13 sẽ diễn chương trình pháo hoa chào mừng năm 2023 của ở đây, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ quay lại trực tiếp live stream từ kênh từ đây để cho bạn xem. Mai mình sẽ chạy lên đây để mình live cho mọi người xem luôn đó, tất cả đó, mình live từ sân khấu qua tới cái dàn pháo, pháo nổ, mình gọi là pháo nổ nha. Một số người ta không biết á, người ta nói mình đang nói cái pháo nổ, mình đang cái pháo hoa. Mai sẽ diễn chương trình pháo nổ cho anh em ơi, không phải là pháo hoa đâu nha. Chương trình pháo nổ đã chuẩn bị rồi anh em ơi. Mai trung tâm chưa quảng trung 43 sẽ chuẩn bị để bắn pháo nổ nha. Đây quảng trường 43 đã làm cái dàn khung rồi để cho pháo nổ nó bắn lên trời nha anh em ơi. Để chuẩn bị cái khung rồi, sân khấu đã chuẩn bị luôn rồi. Mai lên quảng trường 43 để xem ca nhạc và xem bắn pháo nổ nha. Pháo hoa bây giờ gọi là pháo nổ nha anh em, cho nó quen đi. Gọi pháo hoa nhiều quá không có cũng được, gọi là pháo nổ. Chương trình bắn pháo nổ mừng xuân Quý Mão năm 2023 đó. Đây là cái khung để mai người ta đưa pháo nổ vô để người ta bắn lên trời anh em. Mai đốt pháo ở trong nó. Giờ cũng là hôm nay là ngày cuối cùng rồi anh em ơi, cũng là ngày cuối cùng ở ngoài quảng trường 13 rồi. Mai là đêm giao thừa, bắn pháo nổ nha anh em ơi. Chương trình bắn pháo nổ đã chuẩn bị cho chương trình ngày mai, chiều mai, tối ngày mai là anh em hãy nhớ ra theo dõi nha. Chợ hoa hôm nay đông quá anh em, không có đường ra luôn, giờ không có đường ra. Có đường ra nè, có lối đi riêng, mình gọi là có lối đi riêng. Kiếm cái chỗ đi vậy. Có chỗ đi riêng nè. Chương trình bắn pháo nổ để chuẩn bị cho chiều mai, tối mai là sẽ bắn pháo nổ nha. Wow, đặng rồi anh em ơi, đặng rồi, không nói đi được. Đợi chút để mình tắt đồ nha, để mình hôm nay là cũng là ngày đêm 29, cũng là ngày cuối cùng của bà con bán chợ hoa ở tiểu thương đó. Sân khấu đã chuẩn bị rồi, tối mai là chỉ lên nghe nhạc và coi pháo nổ thôi, nên là anh em xem nhá. Trong tối mai mình sẽ lên đây sớm nha anh em. Ôi giờ mình kiếm đường ra mà không được anh em ơi, chán ghê. Chắc chẳng mấy khu vực này ra nè, giống như là sợ nguy hiểm anh em, nên là không có phải chặn lại hết. Sân khấu đã chuẩn bị,
mai là chỉ các bạn lên đây để xem pháo nổ thôi nha. Hôm nay là cũng là đêm cuối cùng của bà con tiểu thương ở đây bán chợ hoa đó. Bây giờ mình sẽ quay lại đường phố cuối cùng ha. Mai là đêm giao thừa là bà con về hết rồi nên là không xem bà con bán hoa nữa. Theo em. Thằng gì kìa, mới gặp thằng em. Giờ mình quay lại chợ hoa, cũng là đêm cuối cùng của bà con nha. Cũng là bà con tiểu thương, đây cuối cùng của bà con tiểu thương nha. Đây là chợ hoa ban đêm, cũng là ngày cuối cùng của bà con tiểu thương nha anh em. Hoa ly nè, đó. Cây cũng bán gần hết rồi anh em. Tối mai bà con về nhà ăn Tết nha anh em ơi. Mai bà con sẽ về nhà ăn Tết. Tối mai. Nhận ký ức thì mình cũng quay lại cho mọi người xem là mình kiếm nó mình cũng quay được. Chợ hoa xuân cuối ngày 29 nha anh em. Mai là đêm 30 rồi nên mà bà con cũng vẫn không còn ở đây nữa, là chỉ xếp đồ dọn đồ để đi về quê ăn Tết nha anh em. Mọi người nhớ vô ủng hộ bà con ở chợ hoa xuân thành phố Buôn Ma Thuột để mua hoa ủng hộ bà con nha, để cho bà con có cái Tết an lành và được về nhà với gia đình và ăn Tết với gia đình. Giờ người ta giảm giá mấy cây hoa rồi cây mai để người ta về quê ăn Tết nha anh em. Xả hàng giá, xả hàng đồng giá. Giờ người ta xả hàng rồi mọi người. Đó. Cũng 30 nha anh em, cũng 30, cũng tiệc chay nha anh em. Năm nào cũng vậy hết.
cuối 30 là sẽ cúng tiền chay. Là chưa mai là mình phải ăn chay rồi mà người mình không có ăn mặn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn chay nha. Gỗ người ta cũng xả hàng hết trơn rồi. Giờ là chỉ đợi bà con ở đây mua thôi. Đó, có một người mua một cây cây tắc này nè. Được chưa? Chà, hôm qua lạnh anh em. Lạnh lắm luôn, sáng lạnh nữa anh em. Trên này cũng bán gần hết rồi. Trên đây cũng bán gần hết luôn rồi anh em. Xả hàng có một số loại cây người ta xả hàng xả 150k. Hôm qua chợ hoa đông lắm anh em. Hôm qua chợ đông lắm, đông lắm. Nay cũng bớt đông rồi anh em. Do là cũng gần hết Tết á nên là cũng giảm người. Có một số người người ta bán cây, bây giờ người ta xả hàng là có đồng giá mai là người ta cây mai người ta xả hàng có đồng giá 1.000.000 luôn nha anh em, đồng giá 1.000.000 rất rẻ luôn nha. Người ta xả hàng để người ta mua cho mấy người mua cây á, mấy người đang đang đi dạo đó để mua cây để ủng hộ người ta để người ta về quê nữa. Giờ bắt đầu người ta phải bán hết để trong ngày mai là mình không còn thấy được cái cây gì luôn đó. Không còn thấy người ta bán nữa. Do hồ nào buông nên là mình sẽ nên là có một số phần màn hình bên trái bên phải nó sẽ bị khúc ha, nó bị đen á, có một số phần bị đen nên là anh em cũng xem được. Mai là ngày 30. Mong bà con sau đó bán cho nó nhanh rồi còn về ăn Tết với gia đình nữa. Đó, có một số người mua nè. Rồi cây bông cúc người ta cũng mua luôn. Hàng Nhật Bản cũng có một số người mua rồi. Rồi cây đất người ta cũng mua rồi nè. Mua về quê anh ta mua về nhà để cho coi xem nó để nuôi ha. Nhà mình có mấy cây mai nhỏ nhìn đẹp lắm anh em, mà tôi quên quay cho anh em xem. Phố chợ hoa
cuối ngày 29, mai là ngày 30. Giờ có một số người ta mua bông rồi anh em, bông cúc rồi. Rồi có một xe người ta chở mai kìa anh em, đó cây mai đó. Rồi người ta mua cây đào Nhật Tân rồi nè, đó đào Nhật Tân. Rồi người ta bán xong người ta dỡ rạp rồi anh em. Bữa nay cũng bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ qua chỗ bên phía máy tiểu thương bên kia nhá, cho mọi người xem. Ok. Bên này cũng có một số người mua rồi. Đây là chợ hoa đêm ngày 29 Tết nha anh em. Cũng có một số người mua rồi, có một số người cũng dời một số cây để đi về nhà bán anh em. Ôi trời ơi. Đây là dưa. Dưa không hạt Long An. Đó, loại dưa ăn rất là ngon nha, không hạt nha. Giờ lan của người ta cũng dời cũng ít một ít về nhà rồi. Mai mình phải dậy sớm để nấu ăn rồi mọi người ơi.
nấu ăn để cúng nha mọi người. Cúng ngày 30, cúng tiền chay ngày 30. Chợ Hoa Sơn ngày 29. Hồi bữa mình có like ở trên YouTube rồi, mọi người cũng biết rồi đúng không? Tôi sẽ đi về lại nha, để xuống công viên. Giờ người ta cũng dọn dẹp rồi anh em. Chợ Hoa Xuân ngày 29 Tết. Ở dưới đây Khanh Sơn Dầu mình cũng có quay sơ qua cho anh em biết rồi, cũng giống ở trên kia thôi. Thì thôi bây giờ mình sẽ nghỉ chút xíu nha, để bắt đầu mình về nhà cái. Ok, thì thôi nha, mình chào các bạn nha. Thì ok, thì mình chúc các bạn năm mới vui vẻ, bình an vô sự và vạn sự như ý. Thì mình sẽ, đây là mình đang quay đường phố cho mọi người xem. Thì mọi người có thể xem qua rồi, mình quay cho mọi người xem đó là chợ hoa tối ngày 29 Tết nha anh em. Thì ok, mình cũng quay xong rồi. Thì mình xin mọi người tắt cái live stream nha. Thì trong ngày mai thì mọi người nhớ theo dõi cái Facebook của mình hoặc là cái kênh YouTube của mình, để mình cho mọi người xem cái chương trình ca nhạc. Trong ngày mai là ngày 30 rồi. Thì mình cũng nói ở trong live stream rồi, bà con tiểu thương nào cũng đang xem cái live stream của mình á, thì mình chúc bà con tiểu thương năm mới vui vẻ, bình an vô sự và vạn sự như ý. Thì chúc bà con về ăn Tết vui vẻ và bên gia đình nhé. Thì con cũng cảm ơn bà, con cũng cảm ơn bà con đã đồng hành với chợ hoa Tết ở Hoàng Trung quận 3 trong suốt mấy ngày qua. Mấy bà con cũng bán khổ, thì năm nay thì cũng là ngày cuối cùng, bà con cũng có người mua rồi, bà con cũng đang dọn đồ, cũng dọn sơ đồ để trong ngày mai bà con sẽ dỡ đồ ra. Tối nay là bà con sẽ về nhà ngủ nha. Còn một số người thì cứ đăng ký thì ở lại.
cho ngày mai, trong tối mai. Trong tối mai cũng bán xong thì thôi. Thì bà con cũng dọn đồ về rồi. Thì hồi nãy mình có quay cái cảnh cho mọi người xem á, thì mình cũng đi lướt qua cho mọi người xem. Thì bà con cũng dọn một chút rồi, về rồi, rèm màn rồi, bạc rồi cũng tháo ra hết rồi. Giờ là chỉ còn cái máy thôi, với cái vàng và cái chân, cái vàng và cái máy thôi, còn tháo máy ra thôi là xong đó. Là bà con cũng đi về nhà nhanh thôi. Thì ok, mình xin mọi người tắt cái livestream nhé. Thì mình chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, bye bye mọi người nha. Cái này mình quay đường phố thôi để cho mọi người biết được là chợ hoa đêm, chợ hoa xuân Tết ngày 29 Tết, ngày 29 Tết cũng là ngày cuối cùng của bà con nhé. Hai là ngày 30 là bà con không còn ở đây nữa. Thì thôi, mình chúc mọi người nhé, bye bye mọi người.